The Asian Development Bank has been around for the last 50 years, helping to reduce poverty in our region. In 2019, the ADB provided over $21 billion to implement projects and programs to reduce poverty. These projects and programs are intended to have a positive impact on the environment and people in our region. So in the 1990s, ADB established Environment and Social Safeguard Policy, which will ensure that the projects and programs are designed and implemented with a positive impact and minimize any negative impact. During implementation of these projects and programs, there could be unanticipated or unintended negative impact which may have on the environment and people. So under our safeguard policy, it is a requirement for us to have a grievance redress mechanism for each and every project so that the project affected people can raise their concerns to the project sponsors and government to resolve their issues. If problems still remain, the project affected people can still come to ADB and we can help them resolve their issues. If project affected people are not satisfied after approaching the grievance redress mechanism at the project level or the Asian Development Bank operational department, then they are free to submit a complaint to the ADB accountability mechanism. The accountability mechanism is an independent forum and process whereby complainants can file their grievance with either the Office of the Special Project Facilitator, which undertakes a problem-solving approach to resolve the issues, or if they consider that there may be cases of non-compliance with ADB policy and procedures, then they can file a complaint with the Office of Compliance Review Panel. If this is the case, then the Compliance Review Panel will investigate whether or not there are cases of non-compliance and would pursue the case more of an internal investigation rather than a problem-solving approach. A recent study by ADB on OSPF cases demonstrated that one of the challenges that we face is having effective grievance redress mechanisms at the project level. In response, OSPF has developed a training program for implementing and executing agencies and ADB staff for how to establish and manage a grievance redress mechanism. The following video is a case study of a Vietnam road and bridge project which had a very successful grievance redress mechanism which adapted over time to meet the needs of the project affected people. The Mekong Delta is known as the country's rice bowl, supporting over 18 million people, 80% of whom are engaged into rice cultivation, processing, or trade. Vietnam is the world's second largest exporter of rice. Close to 90% of rice exported comes from this region. The densely populated Mekong Delta region of Vietnam is characterized by narrow roads, crisscrossed by rivers, and canals that make for slow traffic and dangerous. To foster prosperity at the central area of the Mekong Delta, Vietnam's Ministry of Transport requested funding from ADB, co-financed by the Australia's Department of Foreign Affairs and Trade and Export-Import Bank of Korea, the construction of cable-stayed bridges across two major tributaries of the Mekong, the Tien River and the Ho River, and a four-lane road connecting them. The improved road network is envisaged to cut travel times to Ho Chi Minh City by almost half and to ease bottlenecks in the flow of goods and services. The overall length of the project exceeds 30 kilometers, including interchanges, approach roads, bridges, and the interconnecting highway. Besides Dong Tha Province and Cantha City, the project will bring benefits to neighboring An Giang Province. However, the project area is also one that is most at risk globally from climate change events such as flooding, sea level rise, and saline intrusion.
Thus, the project infrastructure is designed to be climate resilient, with both the bridges and the linking road being elevated, such as they are not prone to land subsidence and the road surface always remain above future predicted levels of 3 meters. With 224 hectares of land acquired, the project has had a direct impact on 1,778 households, or nearly 7,700 affected people located across 8 communes and 1 ward. Several consultations during project preparation and implementation were widespread, covering almost all affected households. This project is Category A for resettlement and environment, and is first of its kind for this province to implement such large-scale co-finance project amounting to more than $800 million. Increasing the connectivity in that part of the country has been instrumental in improving the transportation and the mobility of people across a couple of the rivers. And so this project has really made a big difference for connectivity. It is also a project that attracted significant amounts of co-financing from our partners of the Australian government and also the Korean Export-Import Bank. Many factors enabled project authorities to deal with the vast number of complaints they faced. Foremost among these was the conception of a project GRM with a dual structure that over the course of implementation saw a degree of flexibility and convergence on how it operated as different types of complaints ended up being handled by the same set of entities. This project has some design features that contribute to the success of its GRM. First, the project detailed design, including safeguard documents, is financed by a separate TA grant, which is available 2 years before the ensuing loan. This allows sufficient time to conduct meaningful consultation with affected people and incorporate all the concerns into the design. Second, in this project, in addition to civil work, ADB also financed part of the resettlement, land acquisition and resettlement costs, which is normally covered by the counterpart fund, but usually with delays. Cái dự án thì có một cái ủy ban điều phối dự án do Thứ trưởng Bộ Thông vận tải và Giám đốc quốc gia của ADB chủ trì điều phối. Hàng năm thì họp 3 đến 4 lần, thường xuyên là bàn trao đổi và giải quyết các cái vướng mắc kịp thời để các bên có những cái hướng thống nhất để tập trung giải quyết các vấn đề vướng mắc của dự án. Many affected households expressed satisfaction with the functioning of the GRM, citing widespread extent of initial consultations, their clear understanding of the GRM process and role of different authorities, and also the quick or satisfactory resolution of their complaints. Thì trước khi chưa có cầu thì nói chung là dân hai đầu bến phà này khách rất là đông, cho nên anh em chúng tôi sống cũng tạm ổn. Thì một ngày anh em chạy chừng 100 mấy 200 ngàn. Nhưng khi cắt cầu xong thì bến phà này chạy nhưng mà vẫn là ít khách ta đi cầu nhiều. Thu nhập anh em mỗi ngày gần 30-40 ngàn thôi. Thì cũng nhờ bên ban dự án là hỗ trợ chúng tôi là được những phiếu xăng trị giá là 3 triệu đồng, nhưng mà chúng tôi đổ xăng thôi chứ không có nhận tiền. Trước đây thì cô bán một ngày một đêm là được 3 triệu, mà từ ngày có cầu Cao Lãnh thông cầu rồi thì cô bán chỉ được có 100 ngàn thôi. Nhưng mà lúc đó là gặp có nhiều khó khăn, tại nhà tới 8 người lận mà bán thì ít nên cũng hơi khó khăn. Thì phụ nữ của thành phố rồi cũng có cho đi tập huấn, cũng có hướng dẫn để chuyển đổi nghề nghiệp. Và nhờ số tiền hỗ trợ của dự án cầu Cao Lãnh
thì cô cho con gái cô nó vào chợ Cao Lãnh nó buôn bán, và từ đó nó được phát triển thêm, và ngày hôm nay thì cũng cô cũng cất được một căn nhà nhờ vào số tiền của dự án hỗ trợ cho cô. Key environmental complaints range from issues like localized pollution to more significant ones such as damage to agricultural production and development of cracks in houses. More complex complaints affected many households due to the unforeseen land subsidence on agricultural land caused by construction. June 2016, ADB and DFAT were approached by the MOT and the CIPM, informing us that several households located along the road alignment filed official complaints through the grievance redress mechanism, first through the contractors and eventually through CIPM. The claim of the complainants was that their land located adjacent to the road was subject to temporary flooding, which affected their crops. The number of complaints increased over the weeks, which became a serious concern to ADB and DFAT, so a special mission was fielded and the site visits were conducted, and indeed it was observed that the land along the road alignment was submerged. Chúng tôi cũng đã thành lập một cái tổ hiện trường của dự án, hoạt động thường xuyên tại hiện trường, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cũng như là tư vấn nhà thầu trong vấn đề điều hành thi công cũng như là giải quyết các cái vướng mắc về mặt bằng, khiếu kiện của người dân, hạn chế các cái cản trở cũng như là đảm bảo cho các nhà thầu mặt bằng liên tục để triển khai thi công. Thì tiếp nhận cái đơn của hộ dân thì cái tổ công tác cũng có mời hộ dân đến để mà đối thoại, trong đó quá trình tham gia giải quyết thì có các ban ngành của huyện, xã cũng như của tỉnh để đối thoại giải thích cho hộ dân hiểu về các chính sách của dự án. Thì sau khi mà giải thích các chính sách hỗ trợ của dự án thì người dân cũng đã đồng tình với cái chính sách của dự án, nên người dân cũng thống nhất theo cái phương án được phê duyệt. One of the highlights of the project was the well-designed income restoration program implemented from 2015 to 2017 for affected households. The IRP restored the income or livelihood lost due to acquisition of land and other household assets and the relocation of households to other places. It supported 75% of affected households and considered biggest ever land resettlement in at least Đồng Tháp province. Cái khó khăn của cái lĩnh vực là hai nhóm công tác đã hỗ trợ để người dân lựa chọn cái ngành nghề của mình cho phù hợp. Thì trong quá trình thực hiện thì hai nhóm công tác và ủy ban tỉnh thì cũng có cái nhiều cái cuộc họp với đơn vị tư vấn để hỗ trợ, và kết quả cũng đạt được như mong muốn. Qua cái kinh nghiệm thì tôi thấy về công tác và hỗ trợ tái định cư thì nên sát dân, phải tại chỗ và phối hợp tốt với địa phương, nhất là xã phường. Cái thứ hai về phục hồi thu nhập là phải hướng nghiệp cho kỹ, hướng dẫn cho người dân cách về kỹ thuật chăn nuôi. Chúng tôi là ở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là kỹ sư chăn nuôi rồi xuống ta hướng dẫn bằng màn hình để người dân hỏi đáp, để người dân biết cách chăn nuôi như thế nào, cách nuôi trồng như thế nào. Thì xem cái công tác tuyên truyền vận động đây là một cái bước mà rất là quan trọng, là đến từng gia đình, hộ gia đình cá nhân để mà mình giải thích những cái chủ trương về cái đơn giá bồi thường, về cái chính sách hỗ trợ, về cái tái định cư. Trong dự án thì có một cái trường hợp dân có gửi đơn cái kiến nghị là yêu cầu bồi thường về giá đất, thì trên tinh thần là phối hợp giải thích vận động là có văn bản trả lời hộ dân, và hộ dân cũng đã đồng ý và chấp hành thực hiện chủ trương và việc bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. A grievance redress mechanism is a system that is established for the project affected people to express their needs, interests and concerns and to seek solutions from the project authorities. The grievance redress mechanism established for the Central Mekong Delta Road Connectivity Project is one of the successful grievance redress mechanisms. Our office, the Office of the Special Project Facilitator, together with the Vietnam Resident Mission,
conducted analytical work to capture lessons learned from addressing issues related to social and environmental safeguards on project-affected people. Here, I would like to highlight few lessons we have learned which could be distilled as good practices and can be translated for other projects. First is a conducive national legal legislation that mandates establishment of a grievance redress mechanism. Second is upfront consultations with all affected people on social and environmental related impacts and innovative approaches in ensuring information is disseminated adequately and timely. Third is a strong commitment, ownership and responsibility at all levels, contractor, local, district, up to the national level, including financing agencies. The fourth one is adequate and timely resource allocation and fund availability. And last but not the least is coordination between contractors, consultants, engineer, resettlement, environment, and social safeguards teams. Through our experience, we all have learned that communication and coordination is the key to all stakeholders for understanding each other better.